Đây, tí ăn cơm xong ấy, Yến dắt Phong đi mời khách giúp ông nhá. Thế lại mời à bố? Anh lấy ngay cái danh sách mà khách mời hôm trước ấy. Đấy, tất cả những cái ông bà như là Tí, Xỉu, Dần, rồi là Thìn, Tị, Ngọ, Mùi. Đấy, mà hôm trước mình đã gạch đi rồi. Anh lấy thiếp viết mời tất tật cho tôi. Như thế đấy các gì, ông mở đại hội để khoe cháu rể ấy. Chẳng biết thừa. Ê, anh cứ dắt cháu dâu về đây cho tôi. Tôi sẽ mổ bò khao cả làng. Ông ơi, chuyện nọ sợ chuyện kia. Ông ơi, cháu nghe Yến kể ông là trong câu lạc bộ thơ đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Câu lạc bộ thơ của ông có một cái tên hơi bị oách luôn. Lá Chắn. Lá Chắn. Ông ơi, trong không khí vui vẻ thế này, nếu như mà được nghe ông đọc một bài thơ thì tuyệt vời lắm luôn ông. Ở quê đó, biết chồng hết. Nào. Làm cái gì đấy? Check mail. Điều đấy. Đưa đây. Check mail mà nó lỡ bị bật lộ áp. Yến ơi. Yến. Dạ. Ra bố bảo đây. Thôi cũng ngon em. Con chuẩn bị đi. Rồi ra mộ mẹ không nắng. Ra mộ mẹ ấy ạ? Ừ. Thì lần đầu con dẫn Phong về, phải ra mộ chào mẹ một tiếng chứ. Ôi. Tam. Phong ơi, xanh son thế nhở? Anh Trân Gian à? Thôi. Chơi lại đi. Anh phải đá em rồi Yến ơi. Anh phải đá em rồi. Chấp hành đi. Thôi, anh cứ đòi đá con. Chơi là phải đúng luật. Ông ơi, lúc nãy cháu vừa thề là không bao giờ đá Yến. Nhưng mà bây giờ cuộc đời nó đưa vô như này. Yến, nghiêm túc đi. Đấy. Không biết cả nhà mình bị làm sao ấy nhờ. Cô anh Phong ơi. Ôi này, có chơi có chịu nha. Ê, mình nghiêm túc nha, mình phải chịu trách nhiệm. Đại nha. Thế thôi. Rồi, chưa. Con cao lên tí. Thì thôi, được rồi. Em ăn giang thôi. Anh mới là ăn giang. Này, để cho đàng hoàng để anh làm nha. Thế. Kiểm tra thế nào. Ván này nhất anh định cho thắng. Ông ăn gian. Đây nha, bây giờ mình chơi đại trắng mới này, trắng này nhất quyết là cháu sẽ thắng.